chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, thần tài báo mộng, hốt của lượng vàng, thoát kiếp bần hàn, đổi vận giàu sang, tiền vàng nhét, chật két, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý khán giả luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc quý khán giả luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Quý khán giả thân mến, trải qua hơn nửa cuộc đời, khi bước sang tuổi 49, chắc hẳn có những giai đoạn trong cuộc sống, anh chị cảm thấy bế tắc không lối thoát, cảm giác mọi thứ đều đang chống lại mình. Và tự hỏi tại sao, hết điều tồi tệ này đến điều tồi tệ khác cứ liên tiếp xảy đến, tại sao cuộc đời lại bất công với mình đến vậy, nhưng anh chị lại không biết rằng, những giây phút tồi tệ đó đã được vũ trụ ưu ái, sắp xếp cho anh chị một hành trình riêng, bất cứ điều gì xảy ra đều có ý nghĩa riêng của nó. Khi hiểu được điều này và nhìn ra quy luật của cuộc sống, anh chị cũng sẽ trở nên kiên nhẫn hơn, bình tĩnh hơn và yêu thương nhiều hơn. Những khó khăn ban đầu cũng trở nên dễ dàng hơn bởi anh chị bắt đầu hiểu cuộc chơi và chơi đúng luật. Thực chất, vũ trụ luôn đưa đến thông điệp mỗi ngày mà chỉ có những người hữu duyên mới nắm bắt và hiểu được, không có gì là ngẫu nhiên cả. Đó là những lời nhắn nhằm nhắc nhở quý bản mệnh rằng hãy tập trung vào những thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của mình. Khi anh chị tuổi Bính Thìn luôn hướng về phía trước, vận mệnh cũng sẽ gửi tới anh chị những cơ hội mà anh chị không thể ngờ tới. Và theo luận giải mới nhất của các bậc thầy tử vi tiết lộ, vận trình 7 ngày tới tháng 6 âm lịch tới đây của tuổi Bính Thìn sẽ bừng sáng bất ngờ nhờ các tinh chiếu mệnh, lại thêm quý nhân nâng đỡ. Từ sự nghiệp công danh cho đến tài lộc của con giáp này đều khởi sắc khi được thần tài ban lộc, thần may mắn gõ cửa nhà, bất ngờ trúng lớn, đổi đời giàu có. Tiền bạc ào ào kéo về nhà như nước lũ, cuốn trôi đi sự vất vả, nghèo đói, đổi lại là tiền tỷ cầm tay. Nhà lầu xe hơi, cuộc sống sung túc, khiến người người kính nể, nhiều người phải ghen tị. Vậy, vận trình cụ thể 7 ngày tới tháng 6 âm lịch của người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 cụ thể sẽ ra sao? Và điều gì giúp con giáp này đổi đời giàu có nhanh chóng trong 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024 này? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được Minh Đường Tử Vi bật mí ngay sau đây. Xin mời quý khán giả cùng chú ý theo dõi nhé! Quý khán giả thân mến, thành tại thân mà bại tại nhân là câu chuyện của Bính Thìn 1976. Bạn muốn thành công bạn phải vất vả, phải nỗ lực không ngừng. Lắm khi khổ không ai giúp, lắm thứ mệt không ai hay, lắm điều oái oăm không ai hiểu, nhưng bạn vẫn phải nỗ lực vượt qua trong im lặng một mình. Đây là thành tại thân, tức chỉ bản thân bạn mới đưa bạn đến thành tựu được. Vấn đề là ở chỗ, họ lại dễ bại tại nhân, tức do người đời mang tới hậu quả hoặc giả báo hại, hoặc giả phá hoại, hoặc giả kéo Bính Thìn xuống bùn đen, phá đi những gì họ vất vả xây dựng, đẩy cuộc đời vào những hoàn cảnh ngang trái. Cái cảnh có tiếng mà không có miếng, không được mà lại gánh nghiệp, gánh nợ, gánh trách nhiệm đầy người. Người ta bảo muốn thành công thì phải trải qua thất bại trước, phải dạy thì sau mới học được. Với Bính Thìn 1976 có lẽ là như vậy, sự dại vì ngây thơ, sự dại vì tin tưởng, sự dại vì nghĩ mọi thứ thiện lành, sự dại vì chỉ tin vào việc ai cũng là người tốt, mưu mô trước quỷ là thứ chỉ có trên phim truyện và đời sẽ đến cho họ vỡ òa. Gia tình khỏi sự dại cũng mất nhiều năm tháng để khắc phục hậu quả hoặc giải thoát khỏi cái hoàn cảnh do người đời đẩy mình vào. Nhưng hãy cứ tin và cứ nhận thức rằng thiệt thòi ở hiện tại hay quá khứ cũng tức là sự đầu tư vô giá cho tương lai. Sự thật này làm tiêu đi một giọt nghiệp, dày thêm một giò phước, bớt đi một chút họa hại lâu dài, bồi thêm một phần thuận lợi ở những thời điểm then chốt của cuộc đời. Mọi thứ là của mình, sẽ vòng về với mình ở thời điểm thích hợp, nên đừng lo bạn đang thiệt thòi hay mất mát. Vào 7 ngày tới tháng 6 âm lịch này là một thời điểm may mắn cho Bính Thìn 1976, dễ thở hơn rất nhiều lần, phát triển được một vài dự định, cũng như có một bước tiến xa trong kế hoạch, hoạch định lại cuộc đời, một nửa cuộc đời vẫn còn đang đợi bạn ở phía trước. Thanh xuân của bạn nay chỉ mới bắt đầu, nên hãy lại một lần nhen nhóm lại lửa nhiệt huyết ở trong tâm, tạm quên đi ba việc chữa lành hay mấy cái nghỉ hưu sớm, hoặc nuối tiếc cho việc suýt được an yên mà đã lỡ mất, rồi sau đó tiếp tục chinh chiến, kiên cường, nỗ lực bền bỉ như những ngày mới khởi nghiệp ban sơ. Thành tại thân, bại tại nhân, nhưng cuối cùng người đặt dấu chấm kết viên mãn cho cuốn sách cuộc đời bạn là chính bạn, chứ không phải người ngoài nào ở đây cả. Bạn đã vừa ý với cái chương ở hiện tại chưa? Bính Thìn nếu chưa thì lại mở sách ra viết tiếp, viết tới điểm chung kết viên mãn mà mình muốn mong và lần này ta sẽ không còn ngu dại, hay lại để cho thế nhân phá hoại cuộc đời. Trước tiên, ta hãy cùng điểm nhanh qua tính cách của người tuổi Bính Thìn 1976, có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Bính Thìn được thừa hưởng những đặc tính của loài rồng,
là sự thông minh, hoạt bát, ngay thẳng và cứng rắn. Họ luôn ngập tràn sức mạnh và năng lượng, là biểu tượng của sự giàu có, quyền lực và hơi kiêu ngạo. Họ là những người thông minh, sắc sảo, có tài ăn nói và có giác quan nhạy bén, nên rất dễ thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Thêm cái bản tính nóng nảy như lửa, song lại đâu vào đấy, con người bộc trực, thẳng thắn, thích hoạt động. Bính Thìn luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời của mình. Không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại, nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đam mê đang sục sôi trong lòng, không cho phép họ chấp nhận, họ nhanh chóng nghỉ ngơi và thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công của mình. Bính Thìn sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời, họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác. Bởi vậy, tuổi Thìn có rất nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến, họ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, thấu hiểu góc cạnh của vấn đề. Bởi vậy trong công việc, họ luôn cảnh báo cho mọi người nguy hiểm đang rình rập phía sau. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà họ có thể dễ dàng thấu hiểu tâm tư, nỗi niềm thầm kín của người khác, từ đó tìm cách chia sẻ, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, hoạn nạn. Bính Thìn nên sống xa quê quán sẽ tốt hơn. Người tuổi này được thừa hưởng, thừa kế của ông bà, cha mẹ, về sau trung niên mới giàu có. Họ rất thoải mái, linh hoạt trong cách giao tiếp. Không phải lúc nào họ cũng xử sự với thái độ nghiêm túc, rất chân thành với đối phương. Đôi khi họ cũng nói chuyện bỗ bã với những người bạn thân thiết. Đó là đặc điểm tính cách trong con người của họ. Bính Thìn luôn giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung. Họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác. Không bao giờ ôm thù hận trong lòng. Đó là lý do tại sao người tuổi Thìn sống rất ung dung, lạc quan và yêu đời. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Bính Thìn khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá nó sẽ như một con dao hai mặt. Nếu chủ quan, con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Nhìn chung, Bính Thìn có một cuộc đời khá hoàn hảo về đường công danh, sự nghiệp cũng như tình duyên. Những người này được hưởng một cuộc sống có phần dư giả, cả cuộc đời họ sẽ sống mà không cần lo về vấn đề cơm ăn, áo mặc, được hạnh phúc vun đầy. Tuy nhiên, họ sẽ là những người khổ tâm, luôn lo nghĩ mọi việc. Cuộc đời Bính Thìn rất đáng để người khác ngưỡng mộ và mơ ước. Tuy không phải cuộc sống cao sang quyền quý gì, nhưng cũng đủ để sống thoải mái cả đời. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024. Tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, đây sẽ là thời điểm vàng son cho tuổi Bính Thìn. Những ngôi sao may mắn sẽ tỏa sáng, mang đến sự thay đổi tích cực và đột phá trong mọi lĩnh vực. Các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều hội tụ, tạo nên một giai đoạn cực kỳ thuận lợi cho sự phát triển toàn diện. Công việc và sự nghiệp sẽ có những bước tiến rõ rệt khi các dự án quan trọng được triển khai thuận lợi và đạt kết quả tốt đẹp. Tài lộc dồi dào, các nguồn thu nhập ổn định và tăng lên đáng kể, chuyện tình cảm gia đình cũng trở nên êm ấm, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Sức khỏe nhìn chung ổn định, nhưng cần chú ý đến việc nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân để duy trì thể lực tốt nhất. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Xem tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch của tuổi Bính Thìn nhận thấy, vận trình công danh, sự nghiệp của tuổi Bính Thìn sẽ có những bước tiến vượt bậc. Các cơ hội mới trong công việc sẽ xuất hiện, mang lại những dự án lớn và quan trọng cho con giáp này. Đây là thời điểm để con giáp này chứng tỏ năng lực và tận dụng mọi cơ hội để thăng tiến. Sự nhạy bén và quyết đoán sẽ giúp bạn đạt được những thành tựu đáng kể. Bên cạnh đó, thời điểm này cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến với người tuổi Bính Thìn, có thể là đề bạt lên vị trí cao hơn hoặc nhận các nhiệm vụ quan trọng. Sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ trước đây của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để nắm bắt những cơ hội này và không ngần ngại thể hiện khả năng của mình. Mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên cũng sẽ được cải thiện, giúp môi trường làm việc trở nên thoải mái và hợp tác hơn. Đây là thời điểm tốt để xây dựng và củng cố các mối quan hệ trong công việc, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp lâu dài. Những dự án mới, đặc biệt là các dự án có quy mô lớn và tầm ảnh hưởng, sẽ mang lại cơ hội để bạn phát triển kỹ năng và chứng tỏ năng lực. Hãy đầu tư thời gian và công sức vào các dự án này, bởi chúng sẽ mang lại những kết quả xứng đáng ngoài mong đợi của bạn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch.
Tài lộc của tuổi Bính Thìn thời điểm này sẽ cực kỳ dồi dào, những khoản đầu tư trước đây bắt đầu sinh lời và các cơ hội kinh doanh mới sẽ mang lại lợi nhuận lớn. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn mở rộng kinh doanh, ký kết hợp đồng và thực hiện các dự án mới. Tiền bạc sẽ rủng rỉnh, giúp Bính Thìn có thể thoải mái chi tiêu và đầu tư cho tương lai. Bên cạnh đó, các nguồn thu nhập cũng sẽ ổn định và có xu hướng tăng lên đáng kể. Các khoản tiền đến từ nhiều nguồn khác nhau, từ lương thưởng, đầu tư đến các khoản lợi nhuận từ kinh doanh. Trong thời điểm này cũng là thời điểm thuận lợi để đầu tư vào các dự án mới. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng và chọn lựa những dự án tiềm năng để đầu tư. Bởi khả năng sinh lời sẽ rất cao, đừng bỏ lỡ cơ hội để gia tăng tài sản của mình. Bên cạnh đó, thầy tử vi cũng nhắc nhở Bính Thìn cần lưu ý với nguồn tài lộc dồi dào, việc quản lý tài chính cũng cần được chú trọng. Hãy lập kế hoạch chi tiêu hợp lý, đầu tư vào những lĩnh vực an toàn, tiềm năng và đừng quên dành một phần để tiết kiệm cho tương lai tiếp. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Sức khỏe của tuổi Bính Thìn thời điểm này nhìn chung là tốt, tuy nhiên với công việc bận rộn và áp lực cuộc sống, chúng ta cần chú ý đến việc nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe. Hãy dành thời gian để thư giãn, tập thể dục đều đặn và ăn uống lành mạnh để duy trì thể trạng tốt. Hãy chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe của bản thân. Đừng để công việc và áp lực cuộc sống ảnh hưởng đến thể lực, dành thời gian cho các hoạt động thể dục, thể thao để duy trì sức khỏe. Ăn uống lành mạnh, đủ chất dinh dưỡng để cơ thể luôn trong trạng thái tốt nhất, tránh những thực phẩm có hại và duy trì một chế độ ăn uống khoa học và hãy đảm bảo rằng bạn có đủ thời gian nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc để cơ thể phục hồi sau một ngày làm việc căng thẳng. Nghỉ ngơi đầy đủ sẽ giúp bạn có năng lượng và tinh thần thoải mái hơn. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Thời điểm này, tình cảm gia đình của tuổi Bính Thìn sẽ êm ấm và hạnh phúc, sự thành công trong công việc và tài chính sẽ mang lại sự ổn định và vui vẻ trong gia đình. Đây là thời điểm để chúng ta quan tâm và chăm sóc những người thân yêu, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ và gắn kết tình cảm gia đình. Sự ổn định về tài chính và công việc giúp bạn có nhiều thời gian hơn để quan tâm đến gia đình. Hãy dành thời gian bên những người thân yêu, cùng nhau chia sẻ niềm vui và vượt qua mọi khó khăn, các mối quan hệ trong gia đình sẽ trở nên hài hòa và gắn kết hơn. Sự hiểu biết và chia sẻ sẽ giúp mọi người trong gia đình cảm thấy gần gũi và yêu thương nhau hơn. Trong thời điểm này, cũng là thời điểm lý tưởng để tổ chức các hoạt động gia đình như đi du lịch, dã ngoại hay các buổi sum họp. Những hoạt động này không chỉ giúp gắn kết mọi người mà còn mang lại những kỷ niệm đẹp và ý nghĩa. Cẩm nang vượng vận dành cho người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024. Khẩu quyết, thầy tử vi nhắc nhở tuổi Bính Thìn cần lưu ý đầu tư kinh doanh, thời điểm này vẫn phải thận trọng đưa ra sách lược, kế hoạch rõ ràng để tránh gặp phải thất bại hoặc mất tiền. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Dậu và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Tý và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn là màu vàng và màu đỏ đô. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết 2 tuần cuối tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Tử vi tuần mới, từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 6 âm lịch của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Xem tử vi tuần này, công việc sẽ trở nên bận rộn hơn với nhiều thách thức và cơ hội mới. Hãy sử dụng sự linh hoạt và sáng tạo của mình để đối mặt với mọi tình huống. Đừng ngần ngại đề xuất các ý tưởng mới và tìm kiếm sự hỗ trợ từ đồng nghiệp. Vận trình tài chính trong tuần này có dấu hiệu tích cực, các khoản thu nhập đều đặn và ổn định, giúp bạn cảm thấy an tâm về tương lai. Hãy tiếp tục quản lý tài chính một cách khôn ngoan và đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng phát triển. Mối quan hệ gia đình sẽ trở nên ấm áp hơn trong tuần này. Hãy dành thời gian cho gia đình và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ bằng cách tham gia các hoạt động vui chơi, du lịch hoặc đơn giản là những cuộc trò chuyện ý nghĩa. Sức khỏe của bản mệnh trong tuần này khá ổn định. Hãy tiếp tục duy trì lịch trình sinh hoạt lành mạnh và đảm bảo bạn dành thời gian cho bản thân để nghỉ ngơi và thư giãn. Tử vi tuần cuối tháng, từ ngày 24 đến hết tháng 6 âm lịch của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Xem tử vi tuần cuối cùng của tháng cho thấy, đây sẽ là thời điểm để nghỉ ngơi và đánh giá lại những gì bạn đã đạt được trong thời điểm này. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi và tận hưởng thành công của mình. Đừng quên tưởng nhớ những bài học quý giá mà bạn đã học được từ mọi trải nghiệm. Tài chính trong tuần này tiếp tục ổn định và dồi dào. Đây là thời điểm để bạn đánh giá lại kế hoạch tài chính của mình và đặt ra những mục tiêu mới cho tương lai. Hãy quản lý tài chính một cách thông minh và đầu tư vào các cơ hội có tiềm năng.
Phương diện tình duyên cũng có nhiều khởi sắc, mối quan hệ gia đình sẽ tiếp tục ổn định và hạnh phúc. Hãy dành thời gian cho gia đình và tạo ra những kỷ niệm đẹp bên nhau. Sự hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau sẽ giúp gia đình bạn trở nên mạnh mẽ và gắn kết hơn. Sức khỏe của bản mệnh trong tuần này cũng khá ổn định. Hãy tiếp tục duy trì các thói quen lành mạnh và đảm bảo bạn dành thời gian cho bản thân để thư giãn và phục hồi. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Cóc thiền thử, cóc và ngậm tiền. Có lẽ con người ta không còn xa lạ gì với con cóc thiềm thừ trong phong thủy, đặc biệt cóc thiềm thừ là một trong những con linh vật phong thủy cho tuổi Bính Thìn vô cùng hữu ích. Hình tượng ngồi trên đống tiền vàng của con cóc với mong muốn cầu mong những điều tốt đẹp và may mắn, tài lộc cho gia chủ. Con cóc thiềm thừ ba chân này luôn hướng vào trong, thể hiện sự phú quý, đem lại nhiều tài lộc cho những người làm kinh doanh và buôn bán. Tỳ hưu, linh vật phong thủy cho tuổi Bính Thìn. Với sứ mệnh đem lại sự may mắn, niềm vui và tài lộc cho những người thiếu vận may. Đây cũng chính là lý do tại sao bên cạnh những con vật trên bàn thờ thần tài, người ta lại đặt thờ con vật tỳ hưu này. Đối với người tuổi Bính Thìn, tỳ hưu được xem là con linh vật phong thủy cho tuổi Bính Thìn, thay đổi vận mệnh cho gia chủ tuổi Bính Thìn. Tỳ hưu thay đổi hướng nhà gia chủ, bảo vệ, đuổi tà ma và trấn an nhà, giúp gia chủ tuổi Bính Thìn sức khỏe, bảo vệ ngôi nhà của họ trước những khí giới không tốt. Long quy linh vật hóa sát chiêu phú quý. Long quy là rồng sinh 9 con, với ý nghĩa đem lại tài lộc và tiêu trừ sát khí bên ngoài, long quy sẽ giúp người tuổi Bính Thìn giải trừ khẩu nghiệp, tai ương và đem lại bình an. Đặc biệt nhất ở con linh vật này là trường thọ, nhà nào có con vật này thì các thành viên trong gia đình sẽ dồi dào sức khỏe, sống lâu, ít đau ốm và bệnh tật. Trong phong thủy của người tuổi Bính Thìn, tượng chuột phong thủy, hình tượng con chuột nằm trên đống tiền tài là một điều được ngợi ca và mong cầu của người tuổi Bính Thìn. Người tuổi Bính Thìn sẽ để con chuột phong thủy này trong huyệt tài lộc ở trong nhà, bởi theo quan niệm của họ rằng con vật này sẽ làm gia tăng tài lộc, vận khí tốt cho họ trong kinh doanh và buôn bán. Tượng voi, vật phẩm phong thủy cho tuổi Bính Thìn. Voi là con linh vật đem lại may mắn và thành công cho người tuổi Bính Thìn. Sức mạnh là một trong những điểm nổi bật của con vật này. Chúng được thờ cúng và tôn vinh vì sự thông minh, may mắn và trí tuệ, luôn đem lại mọi sự thuận lợi, là đặc ân của con linh vật này. Khỉ linh phong thủy, may mắn cho tuổi Bính Thìn. Nhắc đến con khỉ, con người ta sẽ nghĩ ngay đến sự nhanh nhẹn, hoạt bát và thông minh. Biểu tượng con khỉ mang ý nghĩa là phong hầu của những người tuổi Bính Thìn, tức là sẽ đem lại tiền tài vô cùng lớn cho những người có vận mệnh này. Tượng rồng, vật hợp phong thủy của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Con linh vật phong thủy của tuổi Bính Thìn là con rồng, bởi chính nó là con vật biểu hiện của sự tươi mới và vinh quang. Rồng luôn hướng về hướng đông, hướng mặt trời mọc, tức là mùa xuân đâm chồi nảy lộc. Do đó, con vật này luôn được các doanh nghiệp vô cùng sùng bái, tin tưởng và lấy làm hình ảnh thương hiệu của mình. Rùa phong thủy, biểu tượng của trường thọ. Hình tượng con rùa là biểu tượng của sự vận may và trường thọ đem lại cho gia chủ, bởi hình tượng trên lưng mai rùa mang những bí mật của trời đất. Con rùa ngồi trên đống tiền vàng thể hiện cho tiền tài, vật chất dồi dào, làm ăn phát đạt. Tượng sư tử trừ tà khí. Nếu bạn gặp trở ngại về tiền tài, thì tượng sư tử là linh vật phong thủy cho tuổi Bính Thìn mà bạn nên lựa chọn, bởi tượng sư tử với ý nghĩa xua đuổi ma khí, bài trừ mọi trở ngại về tài lộc cho gia chủ. Người tuổi Bính Thìn nên đặt sư tử trước cổng để đem lại nhiều tài lộc, vận may và tránh được những trở ngại gây ra trong công việc. Tượng cá chép, linh vật phong thủy cho tuổi Bính Thìn. Cá chép hóa rồng là một câu nói quen thuộc mà ta hay thường nghe, vì thế mà cá chép được xem là biểu tượng của tính kiên nhẫn, chịu đựng và hướng đến thành công của những người tuổi Bính Thìn. Quý khán giả thân mến, trong xã hội hiện nay, việc ghen tị hay đố kỵ với một người nào đó đã trở thành bản năng, thế nên mới có câu, giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt. Con người chúng ta là thế, một người đố kỵ với người tài hơn, giàu hơn, giỏi hơn, nổi tiếng hơn, xảy ra hàng ngày như cơm bữa, thế nên một ngày nào đó,
bạn trở thành đối tượng để người ta ghen tị, đố kỵ là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thậm chí là bạn nghĩ rằng mình cố gắng đối xử tốt với mọi người, không gây hiềm khích với ai, nhưng họ vẫn cứ ghen tị với bạn. Thực tế là không thể nào có thể ngăn cản việc ai đó ghen tị hay đố kỵ với mình. Không ít người là bạn thân, nhưng ghen tức vì mình không có ai yêu, còn bạn có chồng yêu, chồng chiều, nên đã lập mưu cướp chồng của bạn. Đối diện với thực tế rằng, ai cũng có lòng ghen tị sẵn trong lòng, để bạn luôn trang bị cho mình tâm lý rằng nếu chuyện đó xảy ra, thì vẫn vượt lên trên khó khăn và sống mạnh mẽ hơn, vì chúng ta không thể nào thay đổi đối phương hay ngoại cảnh. Ta không thể bắt ai đó phải nghĩ tốt về ta, nhưng ta có quyền không cho họ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Nếu để những gì họ nói họ làm tác động tiêu cực tới bản thân, thì ta đã tự kéo mình vào vũng lầy cho chúng có cơ hội hả hê vì hạ bệ được ta, thế nên cần tỉnh táo khi đối mặt với những kẻ này. Đừng ghét những kẻ ghen tị, vì khi họ ghen tị với bạn, tức là họ đang nghĩ bạn thành công hơn họ rất nhiều. Tâm mỗi người đã thủng một lỗ lớn bởi ghen ghét, thù hận, thành kiến hoặc là nghi ngờ, hèn nhát. Người ghen ghét đố kỵ cũng giống như một người mù, họ không bao giờ nhìn thế giới như nó vốn vậy, luôn tìm cách suy diễn theo ý kiến cá nhân. Đối mặt với những kẻ đó, ta chỉ cảm thấy thương cảm cho việc họ mà thôi. Những người này đang tự thấy mình yếu kém hơn ta, nên cố gắng dìm ta xuống bằng mọi cách. Nhưng hãy nhớ rằng, bạn mới là người nắm giữ vận mệnh của mình. Đừng để cho những kẻ thất bại đó hạ bệ hoặc ngăn cản bạn theo đuổi ước mơ của chính mình. Vì vậy, khi đối mặt với những kẻ nói xấu, gây hại cho mình, hãy mạnh mẽ vươn lên vượt xa họ, chọn bục đứng cao hơn để sự tiêu cực của họ không thể với tới bạn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.